Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Không biết có đang làm đúng hay không, ít nhất là VSmart đã làm rất tốt về cái việc tăng mức độ nhận diện của mình ở phân khúc giá rẻ bằng việc cho ra những sản phẩm có cấu hình tốt mà giá lại phải chăng. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn thấy đó, mình đang để hai chiếc máy VSmart ở đây, rồi bà và Lai. Mình sẽ tiến hành so sánh nhanh hai sản phẩm này để xem ở phân khúc từ 2 tới 3 triệu đồng thì đâu là chiếc VSmart dành cho bạn. Vì cả hai sản phẩm này thì đã có khá nhiều video trên kênh YouTube của Tech Room rồi. Mình để bảng thông số cấu hình ở đây, các bạn có thể tiện theo dõi về toàn bộ các thông số của hai sản phẩm này. Và mình sẽ bắt đầu so sánh từng điểm một. Đầu tiên là về mặt cấu hình thì chúng ta đang có 675 và 632. Hai con chip này đều tốt hơn hẳn những chip Exynos hay là MediaTek cùng tầm giá. Ít nhất người dùng sẽ luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm chạy Snapdragon ở phân khúc giá rẻ như thế này. Nên đó là cái điểm cộng rất lớn trên cả hai sản phẩm. Tuy nhiên, để lựa chọn đâu là con chip mạnh hơn thì chắc chắn rồi, 75 hay mạnh hơn 32. Do vậy nên là VSmart Lite vẫn là một sự lựa chọn rất là tốt trong phân khúc giá của mình về riêng mặt cấu hình. Đặc biệt là dung lượng RAM mặc định của VSmart Lite nó cũng cao hơn hẳn so với dung lượng RAM trên chiếc Joy 3. Và đây là một thông số ảnh hưởng rất là nhiều về mặt trải nghiệm. Tuy nhiên, cấu hình tốt hơn là như vậy, đổi lại chúng ta sẽ có mức giá cao hơn. VSmart Lite hiện có giá dù đã giảm giá rồi nhưng mà vẫn cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mức giá đang có khuyến mãi của chiếc Joy 3. Nên là nhiều tiền thì sẽ mạnh hơn. Về mặt thông số của màn hình thì các bạn đang thấy trên video lúc này, có một điểm rất là vui thì điểm yếu cái màn hình này lại là điểm mạnh của cái màn hình máy đối thủ. Tại sao lại như vậy? Thì những điểm mạnh trên chiếc VSmart Lite bao gồm là sử dụng màn hình Super AMOLED, cùng với đó là viền rất là mỏng, độ phân giải cũng cao hơn, kích thước màn hình nhỏ hơn, do vậy nên độ nét cái màn hình này là tốt hơn so với đàn em của mình. Nhưng đối lại thì chiếc VSmart Joy 3 lại có những điểm mạnh trái ngược với đàn anh của mình, một kích thước lớn hơn, tuy nhiên độ phân giải lại thấp hơn. Viền trên sản phẩm này cũng dày hơn và có cả một cái giọt nước ở đây. Đương nhiên mình sẽ thích cái kiểu màn hình trên chiếc Lite hơn là chiếc Joy 3. Nhưng mà cái điểm hay hơn ở đây là chiếc Joy 3 của mình, trong một số điều kiện mình lại thấy có độ sáng tốt hơn cả chiếc Lite ở đây. Màn hình của VSmart Lite từ trước tới giờ thì đều bị đánh giá là một chiếc màn hình AMOLED có độ sáng tối đa không quá cao. Tiếp theo là về phần thiết kế thì cái này lại thiên về mặt cảm quan cá nhân, thẩm mỹ của mọi người, cái này thì không giống nhau được. Nhưng mà theo mình thì hai sản phẩm của VSmart lại tương đối giống nhau về mặt thiết kế. Nó vẫn có kiểu na ná, ví dụ mặt lưng hay là tổng thể thiết kế bằng nhựa cộng camera đặt ở góc trái bên trên. Logo VSmart vẫn đặt ở vị trí đó. Do vậy nên là mình không cảm thấy quá quan trọng về mặt tổng thể thiết kế của hai sản phẩm này, bởi vì nó tương đối giống nhau. Điểm mình muốn chia sẻ đây chính là mức độ hoàn thiện. Mình cảm thấy chiếc VSmart Joy 3 dù ra mắt sau này và có mức giá rẻ hơn tương đối, nhưng mà chất lượng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trên sản phẩm này đều được hoàn thiện rất là tốt. Ví dụ như phần mặt lưng, giả kính, các họa tiết trên mặt lưng của sản phẩm này đều được làm trong đẹp mắt. Hay là từng khớp nối, từng lỗ khuyết trên cái sản phẩm Joy 3 này đều được làm rất là tốt so với người đàn anh của mình. Để giải thích cho vấn đề này thì chỉ có thể là VSmart là một thương hiệu còn khá là non trẻ, chỉ khoảng 3 năm tuổi đời thôi, nên họ vẫn đang dần dần hoàn thiện từng dòng sản phẩm của mình về mặt cái cơ cấu sản xuất và dây chuyền. Do vậy nên càng về sau thì những sản phẩm sau này sẽ được hoàn thiện tốt hơn, dây chuyền được hoàn thiện hơn. Đó là lý do mình có thể giải thích được tại sao những chiếc máy dù rẻ hơn nhưng mà vì ra mắt sau là chất lượng hoàn thiện của nó khá là tốt như thế này. Và không chỉ là về mặt hoàn thiện phần cứng, cái thời gian cùng với đó là sự hoàn thiện sản phẩm nó cũng có sự khác nhau về mặt phần mềm. Đó là điểm mình muốn chia sẻ chính trong phần còn lại của video. Quay lại một chút kỷ niệm của riêng mình. Mình đã gắn bó khá là lâu với chiếc VSmart Lite này, còn mua cả một chiếc máy VSmart Lite để tặng cho người nhà trước khi nó giảm giá xuống còn khoảng 3 triệu đồng nữa. Do vậy nên mình đánh giá khá là cao sản phẩm này. Và mình cũng biết vấn đề của chiếc máy này nằm ở đâu. Từ những ngày đầu tiên khi mà trên tay hay đánh giá sản phẩm này thì về mặt phần mềm của nó đều có những vấn đề để lại. Ví dụ như là tối ưu phần cứng, tiết kiệm pin, nóng máy và đặc biệt là camera hay là cả biến vân tay bên trong màn hình của chiếc VSmart Lite này đều gặp vấn đề cả. Nhưng mà dần dà qua từng phiên bản cập nhật phần mềm thì VSmart đã làm rất tốt, giúp hoàn thiện sản phẩm này hơn về mặt trải nghiệm. Tới lúc ngay thời điểm này khi mình hỏi người nhà mình sử dụng sản phẩm này họ thấy ra sao á, thì em gái mình bảo là chiếc máy này dùng tốt hơn hồi mới mua, vân tay cũng nhanh hơn, tiết kiệm pin hơn và ít nóng máy hơn. Đó là cái trải nghiệm sau một quá trình dài và được cập nhật liên tục qua các phiên bản cập nhật phần mềm đến từ lập trình viên của VSmart. Đổi lại, mình cũng có cảm nhận y xì như vậy với chiếc Joy 3 này trong những lần đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm này. Tức là nó gặp khá là nhiều vấn đề liên quan tới phần mềm. Trải nghiệm của mình này chuyển đổi nhanh về các ứng dụng, hiện tượng nóng máy, hao pin. Hoặc đặc biệt là camera của sản phẩm này cũng gặp rất nhiều vấn đề. Camera này nó bị sai màu này và cân bằng tránh khá là chậm. Do vậy nên chất lượng ảnh cho ra mình không đánh giá cao so với những cái thông số mà VSmart công bố. Vậy thì qua những câu chuyện mình chia sẻ nãy giờ thì mình muốn nói về điều gì?
đó chính là việc Vsmart vẫn đang dần dần hoàn thiện sản phẩm của mình về mặt phần mềm. Nó là chiếc Vsmart Lite ra mắt lâu hơn, phần mềm của nó đã dần dần ổn định nên tất cả những gì các bạn được trải nghiệm hiện tại đang là tốt nhất và tận dụng hết toàn bộ được phần cứng có trên sản phẩm. Tuy nhiên, với chiếc Vsmart Joy 3 này mới ra mắt, dù phần cứng các bạn nghe được, tìm hiểu được là rất tốt, rất vượt trội trong tầm giá, nhưng mà phần mềm của sản phẩm này theo mình là vẫn còn có vấn đề. Dần dần qua từng bản cập nhật thì nó sẽ khắc phục được, nhưng mà ngay lúc này thì chưa. Đặc biệt là camera của sản phẩm này mình đánh giá không cao. Nên là tổng kết lại, các bạn đang có khoảng 3 triệu đồng, cần một chiếc máy có cấu hình tốt nhất trong tầm giá, hiệu năng camera, màn hình, thiết kế đều nằm ở mức ổn, thì Vsmart Lite chính là sự lựa chọn tốt nhất. Và mình nghĩ thì các bạn thật sự nếu có nhu cầu cho sản phẩm này thì nên mua thật sớm, bởi vì số lượng hàng của Vsmart Lite theo mình tìm hiểu được là không còn nhiều. Còn với Joy 3, dành cho những bạn nào đang có hầu bao không được quá rủng rỉnh, chỉ khoảng 2 triệu đồng hơn, và chúng ta sẽ có một chiếc máy có cấu hình đủ dùng, viên pin thật sự trâu, có đầy đủ sạc nhanh, nhưng mà phần mềm hay là camera thì chúng ta phải chờ dần dần để được hoàn thiện chứ chưa thể ổn cho chiếc máy đàn anh của mình. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong video so sánh nhanh hai sản phẩm đến từ nhà Vsmart trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất cứ ý kiến hay vấn đề gì cần mình thay đổi hay góp ý trong những nội dung của video thì đừng quên để lại bên dưới phần bình luận. Thật sự cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nhớ subscribe nha. Bố mẹ thương ý.